Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tìm Việc 365.vn. Và như các bạn đã biết, AIA Việt Nam được biết đến là một công ty bảo hiểm nhân thọ dành riêng cho thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2000, trải qua hơn 20 năm phát triển, AIA Việt Nam đã cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất giúp người dân Việt Nam có thể trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Vậy, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam đã có chặng đường phát triển ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua video dưới đây nhé! Thông tin chung về bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam. AIA Việt Nam được biết đến là một công ty thành viên thuộc tập đoàn AIA, một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập và có nguồn gốc từ châu Á. Đánh dấu sự xuất hiện của mình tại thị trường Việt Nam vào năm 2000, AIA Việt Nam nhanh chóng được công chúng đón nhận cũng như trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Là công ty có vốn 100% từ nước ngoài, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam đã có những thành tích đáng nể trong 20 năm hoạt động của mình trên thị trường Việt Nam. Những giải thưởng nổi trội mà AIA Việt Nam đạt được có thể kể đến như Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9 lần đạt giải thưởng rồng vàng, top 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều năm liền. Với những thành tích được kể trên, có thể nhận thấy được rằng không phải đơn giản mà AIA Việt Nam có thể đạt được điều đó. Để có thể đạt được những thành tích như vậy, trước hết chính là sự tận tâm của AIA Việt Nam với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh cũng như an toàn tài chính cho người dân Việt Nam. Tiếp đó chính là sự tin yêu mà người dân Việt Nam dành cho AIA. 2. Chặng đường phát triển của AIA Việt Nam, khởi điểm từ tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới. Nền tảng của AIA Việt Nam chính là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ AIA, được thành lập vào năm 1919. Khi ấy, nhà sáng lập chính là Cornelius van der Staal. Và xuất phát điểm của tập đoàn hàng đầu châu Á này chính là một văn phòng bảo hiểm nhỏ nằm tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, từ một văn phòng ấy, AIA đã trở thành một thương hiệu có phạm vi hoạt động trên toàn thế giới, nhất là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với hệ thống các chi nhánh trải dài trên tấm bản đồ. Với kinh nghiệm hơn 100 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, AIA đã góp phần lớn trong việc đảm bảo cũng như sự phát triển mạnh mẽ về nền tảng kinh tế, tài chính của hàng triệu người tiêu dùng trên thế giới hiện nay. Không chỉ vậy, sự khẳng định cho sự phát triển của AIA chính là lượng khách hàng với những con số tăng lên từng ngày và sự nâng cao ở chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên thị trường, được khẳng định bởi giá trị của cổ phiếu cấu thành trên sàn chứng khoán cùng với vốn điều lệ cực lớn. Điều này đã giúp cho tập đoàn AIA nhanh chóng vươn mình để trở thành con rồng châu Á trong thị trường bảo hiểm cũng như cơ hội mở rộng lãnh thổ bằng sự xuất hiện của hệ thống chi nhánh cực lớn tại 18 thị trường trong khu vực. Với tôn chỉ tập trung hoàn toàn 100% tính chất của mình vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương, tập đoàn AIA ngày càng khẳng định được tên tuổi và sức ảnh hưởng của mình trong khu vực với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đặt chân tới thị trường Việt Nam đầy tiềm năng. Như đã nói ở trên, AIA Việt Nam xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2000, tính đến nay đã có hơn 20 năm hoạt động và phát triển. Năm 2019 đánh dấu vị khách thứ 1 triệu của công ty bảo hiểm AIA Việt Nam với doanh số cực kỳ ấn tượng. Cho tới thời điểm hiện tại, AIA Việt Nam đã liên kết với các ngân hàng lớn như HSBC, ngân hàng ACB, ngân hàng VPBank. Đây đều là những ngân hàng lớn và có uy tín trên thị trường với việc hoạt động trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Mục tiêu của AIA Việt Nam chính là việc chinh phục ngôi vị tập đoàn bảo hiểm được yêu thích nhất, trở thành sự lựa chọn ưu tiên và là vị trí số 1 trong lòng của mọi khách hàng. Và để làm được điều này thì AIA Việt Nam sẽ cần tìm ra giải pháp xóa bỏ mọi giới hạn, cùng với đó là việc không ngừng đổi mới và đưa ra những sản phẩm nhằm đáp ứng cho việc đem lại các giải pháp tài chính một cách an toàn và đảm bảo nhất. 3. Những sản phẩm chính của AIA Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính của AIA Việt Nam chính là bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy, việc cung cấp các sản phẩm liên quan tới bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình hay các giải pháp ổn định tài chính sẽ là những điều mà AIA Việt Nam hướng tới. Những gói sản phẩm của AIA Việt Nam. Hiện tại, những sản phẩm chính của AIA Việt Nam có thể kể đến như sản phẩm an toàn tài chính, sản phẩm bảo hiểm rủi ro do tai nạn, sản phẩm bảo hiểm tương lai học vấn cho con, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và bệnh hiểm nghèo, sản phẩm kế hoạch hưu trí, sản phẩm kế hoạch và đầu tư. Những đặc điểm chính trong sản phẩm của AIA Việt Nam.
Nhìn chung các gói sản phẩm của AIA Việt Nam khá đa dạng và đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Cụ thể, những nhóm đối tượng trong danh sách khách hàng của AIA Việt Nam có thể kể đến như khách hàng cá nhân, khách hàng gia đình, ngoài ra còn có các công ty, doanh nghiệp hoạt động trên thị trường tại Việt Nam. Tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu của khách hàng mà việc lựa chọn gói sản phẩm bảo hiểm sẽ có những quyền lợi phù hợp nhất. Đối với sản phẩm an toàn tài chính, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt được biết đến là tên gọi khác của gói sản phẩm này. Đây là gói sản phẩm bảo vệ bạn và gia đình một cách toàn diện, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Đặc điểm cụ thể của gói bảo hiểm này có thể kể đến như thời hạn tham gia của hợp đồng bảo hiểm lên tới 100 tuổi, độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm bắt đầu từ 30 ngày tuổi, là kế hoạch tối ưu phù hợp với các mục đích như bảo hiểm, dùng để tiết kiệm, đầu tư cho mọi đối tượng trong gia đình. Đối với sản phẩm bảo hiểm tai nạn còn có tên gọi là An Tâm Thượng Lộ. Với gói sản phẩm bảo hiểm này thì thời hạn và thời gian cho việc đóng phí bảo hiểm sẽ là 1 năm. Sản phẩm bảo vệ tương lai học vấn cho con. Sản phẩm An Phúc Thành Tài Ưu Việt có thời hạn sẽ là từ 6 cho đến 26 năm. Độ tuổi thích hợp để tham gia gói sản phẩm này là từ 18 cho tới 55 tuổi. Gói sản phẩm này sẽ bảo vệ bạn trước những rủi ro có thể xảy ra, cùng với đó là 38 loại bệnh hiểm nghèo, cũng như việc hỗ trợ chi phí trong quá trình đóng lệ phí khám chữa bệnh. Sản phẩm bảo hiểm cho sức khỏe và bệnh hiểm nghèo. Sản phẩm này sẽ bảo vệ bạn trước những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, cộng với đó chính là việc đảm bảo về tài chính để khách hàng có thể an tâm điều trị cũng như chăm sóc cho bản thân mình khi không may gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe và khả năng hoạt động bình thường. Sản phẩm kế hoạch hưu trí. Đây là gói sản phẩm rất thích hợp cho độ tuổi trung niên và cao niên. Với gói sản phẩm này, khách hàng tham gia sẽ có một kế hoạch hưu trí một cách ổn định và an toàn nhất để có thể an hưởng tuổi già. Thời hạn hợp đồng của gói bảo hiểm này có thể lên tới 100 tuổi. Sản phẩm tiết kiệm và đầu tư. Việc tiết kiệm và đầu tư đôi khi là một bài toán khó đối với khá nhiều người hiện nay. Vì vậy, AIA Việt Nam cung cấp gói sản phẩm này nhằm đem đến một giải pháp hữu hiệu nhất cho thị trường Việt Nam, bảo vệ cho bạn và gia đình trước những rủi ro không may có thể xảy ra. Đồng thời, đây cũng là cách giúp bạn có thể đầu tư một cách an toàn và phù hợp nhất với việc theo sát những biến động của thị trường. Những điều nổi bật của bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam. Giữa một thị trường bảo hiểm nhân thọ đa dạng và có sự cạnh tranh khá lớn như hiện nay thì việc ghi nhớ một cái tên nào đó trong tiềm thức của người tiêu dùng có lẽ sẽ thể hiện được sự phát triển và lớn mạnh của thương hiệu đó ra sao. Có thể bạn không quá rành về bảo hiểm nhân thọ, thế nhưng khi nhắc tới bảo hiểm, bạn sẽ nghĩ ngay và bật ra được một cái tên ở xuất hiện ở trong suy nghĩ của mình. Và đó có lẽ chính là điều mà AIA Việt Nam hướng tới cũng như mong muốn có thể đạt được. Và tất nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, AIA Việt Nam đã là một thương hiệu bảo hiểm uy tín xuất hiện trong tiềm thức của nhiều người. Bên cạnh về chất lượng thì những điều dưới đây có lẽ sẽ là những yếu tố giúp AIA Việt Nam trở nên ấn tượng và thu hút hơn. Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm. Ban lãnh đạo của AIA Việt Nam với người điều hành là ông Vui Nhi. Trước khi trở thành CEO của AIA Việt Nam thì ông đã từng làm CEO của AIA tại New Zealand trong thời gian là 5 năm. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ông Vui Nhi đã chèo lái con thuyền mang tên AIA Việt Nam, đạt được những thành tích ấn tượng tại một thị trường tiềm năng nhưng cũng khá khó tính như Việt Nam. Bên cạnh đó chính là các vị trí phó tổng giám đốc các bộ phận đều là những người có trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã sát cánh và cống hiến sức mình để tạo dựng được sự phát triển bền vững cho AIA Việt Nam như ngày hôm nay. Nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Nhân lực được xem là vai trò cũng như đội ngũ chủ chốt trong lĩnh vực bảo hiểm. Vì thế, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều cần được ưu tiên cũng như mang tính cấp thiết quan trọng nhất. Điểm khác biệt của AIA Việt Nam chính là việc sử dụng nguồn nhân lực toàn thời gian thay cho nguồn nhân lực bán thời gian. Điều này được xem là điểm mới trong việc phát triển nguồn nhân lực của AIA Việt Nam. Việc sử dụng nguồn nhân lực toàn thời gian nhằm đảm bảo cho việc nhân viên có thể chuyên tâm hơn trong công việc của mình. Cùng với đó là sự chuyên nghiệp luôn được thể hiện khi tiếp xúc và làm việc với khách hàng thông qua quá trình đào tạo một cách bài bản. Tính đến năm 2020, AIA Việt Nam đã có tới hơn 12.796 MDRT. Điều này đã giúp AIA nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu về chất lượng, uy tín, sự tận tâm và đẳng cấp mang tính toàn cầu.
áp dụng công nghệ hiện đại. Công nghệ được xem là một yếu tố nổi bật trong thời buổi ngày nay. Điều này nhằm mục đích đem lại sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc tìm hiểu cũng như sử dụng các sản phẩm của AIA Việt Nam. Những dịch vụ đem lại các trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng mà AIA Việt Nam cung cấp có thể kể đến như iPods, Next by AIA, AIA Exchange, Tổng đại lý Next. Việc ứng dụng công nghệ đã góp phần thúc đẩy AIA trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng, đồng thời đem đến những chất lượng dịch vụ tốt nhất dành cho thị trường Việt Nam, độc đáo trong từng sản phẩm. Nếu như sản phẩm thông thường của AIA Việt Nam đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của người tiêu dùng, thì AIA vẫn cố gắng đem lại chất lượng một cách tốt nhất. Ví dụ như việc nếu bạn là khách hàng của AIA và bạn không hút thuốc thì bạn sẽ có thể nhận được các quyền lợi cụ thể. Hoặc đơn giản là việc đóng phí đúng thời hạn thì bạn cũng sẽ nhận thêm được những ưu đãi hấp dẫn đến từ công ty với gói sản phẩm của mình. Trên đây là những chia sẻ về công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam. Hy vọng rằng video này đã đem lại những thông tin hữu ích nhất dành cho bạn. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Tìm Việc 365.vn nhé.